Mọi người cách làm trắng khuỷu tay này, khuỷu chỏ đấy, hoặc là mấy bàn đem về chỗ nào mà nằm cái mắt cá chân đen cũng làm được, mà trái này trắng quá. Nguyên liệu không có là chân, muối và kem đánh răng thôi, đơn giản. Rồi bây giờ mình làm cho một tỷ lệ 1:1, một muỗng kem đánh răng này. Kem này có ai dùng kem Colgate được, nó trắng là đẹp. Mình nhà mình có kem Colgate này. Nhiều tí nữa, tí nữa, tí nữa. Quan trọng là kem đánh răng nguyên liệu, cái này quan trọng nhất là đó, một thìa một muỗng ấy. Rồi đẹp rồi. Muộn chân cái này dễ làm lắm, mất có 50 phút thôi, một tuần khoảng 2-3 lần rồi đẹp rồi. Rồi một thìa muối. Rồi đó, ít muối rồi trộn đều lên, hơi ít chút đây là mẫu thử cái đấy nha. Còn ai mà đen thui nhiều thì làm nhiều. Chỗ nào đen thì làm tẩy trắng hết. Con trai làm được, con gái làm được, mắt nữa nó mắt mà thâm ạ. Thích thâm đen được, khỉu tay mắt cá, chỗ nào đen thì bôi. Rồi đánh đều lên, trộn đều lên nó hòa tan ra. Mặt cái chân này tay dù lâu lắc. Ôi đẹp đấy, đẹp đấy, tay đấy, chặt hết đây nha. Rồi. Rồi, ok. Rồi bôi lên. Rồi đi, bôi mặt cái chân được, thâm đen này, khỏi chịu tay. Đó. Nó bảo là con đen, đeo ơi. Chỉ cứ ở đây gọi là làm này chị mèo thôi chứ con đen nó chẳng hình căng, chẳng căng tốt. Múc nhiều ao. Khoa lên đều để khoảng 5 phút nha, rồi rửa sạch bằng nước nha. Lau đi, xong. Tuần làm 2-3 lần, là màu vòng 1 tháng sau là trắng như cà bóc đâu. Nó trắng như lúc da bình thường như da này luôn này. Da em bé đó. Không như em bé đâu, da mình sao thì nó trắng vậy thôi. Cái này sao? Đại đi. Rồi. Đi mỏng quá. Vậy nè. Đó, bôi dây vào. Thôi để khoảng 5 phút. 5 phút nha. Xong rồi rửa bằng nước sạch. Rồi ok rồi đó. Được 5 phút, chờ 5 phút sau. Xong rồi rửa nước sạch này. Đấy, rửa sạch sẽ nha. Rồi đây, ok.